Xin chào mọi người, hôm nay Châu và Tuyên Quang sẽ thanh lý 4 cái động cơ dầu này, 170 này nhá, động cơ 4HP. Máy tình trạng máy mới. Do là mất vỏ thùng nên là máy sẽ bị cũ một chút vì cũ và bụi. Nên là nó không được đẹp như máy mới. Còn chế độ bảo hành 1 năm như máy mới nhá. Bảo hành 1 năm. Cho mọi người xem tổng thể từng máy một. Mọi người nhận hàng sẽ được kiểm tra được test nổ trước khi thanh toán. Nhận hàng nổ mới thanh toán tiền nhé. Đây, máy thì mọi người thấy là máy mới chưa sử dụng nên là cái xi lanh phần cổ bô nó còn trắng luôn này. Đảm bảo là máy mới chưa sử dụng nhé. Tất cả máy là đều là để trong kho chưa sử dụng, nhưng mà vì nó cũ không có vỏ nên nó bị bụi thôi. Trông nó cũ một chút thôi nhưng chưa sử dụng. Miễn phí vận chuyển, bảo hành 1 năm như máy mới thông thường. Máy mới khi mà còn thùng của mình, bên mình đang bán là giá là 2.900.000, thì những con này thì bán giá là 2.400.000 nhá. Giảm 500.000. Máy này mọi người có thể sử dụng vào các việc như là máy lắp vào máy sát gạo này, lắp máy tuốt lúa này, máy nghiền, máy bơm nước, máy phun tưới và lắp cả vào động cơ, lắp vào máy xới đất nữa. Cơ dầu 170 4HP nhé. Liên hệ số điện thoại là 0971588456. Chỉ có 4 chiếc duy nhất. Các bạn alo em nhé.